Vâng, em xin mến chào các bác. Thưa các bác, thì thời gian vừa qua em đã có 3 ngày bán ưu đãi cũng như là tri ân với những người mà yêu kênh Hoa Lan Ninh Bình. Thì hôm vừa rồi em có nhận được một loạt những các cái phản hồi ấy. Thì cũng xin thưa với các bác là một số người thì cũng thường xuyên theo dõi kênh của em nhưng mà chưa mua được cái giá mà em bán ưu đãi cho các bác. Một số người thì hết phân thuốc, do là hết phân thuốc rồi thì hôm nay phân thuốc nó mới về, thì em lại tiếp tục gửi cho các bác. Và hôm nay thì em lại làm lại cái video này, em xin quay cũng như là chia sẻ đến với các bác là em lại tiếp tục cung cấp bán cho các bác với cái giá ưu đãi trong cái thời điểm mà Covid, cái điều kiện kinh tế nó khó khăn và chúng ta thì lại là có nhiều cái thời gian ở nhà để chăm sóc hoa lan. Đây, hàng của em mới về đây, bây giờ em quay cho các bác xem nha. Vâng, đây thưa với các bác là hàng vừa mới gửi về, công ty gửi về cho em. Em vừa mới nhận hàng xong. Đấy. Em thì mỗi lần là nhập ít lắm các bác. Đây là Abivip 100 lọ. Còn cái này, đây là phần thuốc của công ty Việt Minh Châu. Đấy, thì xin thưa với các bác là em lại nhập về và tiếp tục bán cho các bác 50 đơn hàng. 50 đơn hàng này cũng bán với cái giá ưu đãi không lợi nhuận. Còn hôm trước là có một bác ấy, có một bác là thắc mắc là cái trên chai thì nó có cái niên hạn sử dụng, tức là thời gian sử dụng là 2 năm nhưng mà lại không có ngày sản xuất. Thì em đã phản hồi lại cho công ty rồi. Còn lại là không biết các anh ấy đã in vào đây chưa. Còn phân thuốc của chúng em là bán cho các bác là phân thuốc mới nhá, chứ không phải là phân thuốc ế hoặc là phân thuốc có vấn đề hết hạn sử dụng đâu. Đấy, và xin thưa với các bác nha, là đợt này là em cũng lại lấy thêm một ít này cái bột đây, cái bột to siêu to nù thân lá đây, để về phục vụ cho bác nào mà có nhu cầu. Thì nhưng mà đợt này các bác ấy lại chuyển cho cái gói này nó lại là có màu vàng. Đợt trước thì nó lại màu trắng rồi các bạn, do các anh ấy pha chế. Đấy, em xin quay gửi đến các bác. Riêng cái bột ý, riêng cái bột mà siêu to nổ thân lá ấy, thì em cũng nói thực với các bác là em lấy về thôi vì một số bác hỏi thôi. Nhưng mà em cũng khuyên các bác là cũng không nên sử dụng. Đấy. Vì sử dụng nó thì nó phun cho nó, ví dụ như phi điệp mà phun cho nó chỉ có một lượt thôi là mà chúng ta phun nặng một cái là chúng ta không gỡ được. Rồi là lan kiếm, rồi các loại lan khác một cái là chúng ta phun, nó chỉ cần phun nhỡ tay, phun quá liều một lần thôi là nó thân lá nó cứ to lù ra và nó không phát triển được. Lan kiếm là cũng thành lá mít luôn các bác nhé, là thành lá mít luôn đấy. Thế nên là em lấy về thôi, còn lại là em bán cho những người nào mà thích thôi. Còn lại là khuyến khích các bác là chúng ta sử dụng cái thuốc nù thân lá ấy, thì chúng ta chỉ sử dụng cái loại thuốc nước kia đấy. Đấy, có 50cc và chúng ta hỗ trợ kết hợp với cái siêu hữu cơ này, rồi dưỡng thân lá rễ, rồi cái siêu kích rễ. Đây là những các cái sản phẩm mà rất là an toàn và rất dễ chăm sóc đối với cái cây lan kiếm cũng như là những các cái cây lan mà đơn thân dáng hương đấy, trồn cáo quế nhạn, nói chung là rất là tuyệt vời. Đấy, thì em còn có sử dụng cho cả lan địa lan. Còn cái AB VIP này thì là những cái mà sản phẩm chăm sóc
cho những các cái măng mầm lan kiếm rất là tuyệt vời. Và em cũng lưu ý với các bác ấy là nó hỗ trợ phát triển rất là nhanh, rất là tốt, nhưng mà không phải là cứ nhỏ vào một cái là nó tốt liền đâu nhá, nó còn phải phụ thuộc vào cái tình trạng cái cây của mình ấy. Cái cây của mình nó đã khỏe chưa này, nó có rễ chưa này, và cái măng mầm đấy nó lên ở cái thể trạng như nào, hay là nó lại bị chai rồi. Đấy, thế thì cái này là nó còn phải phụ thuộc vào cái tình trạng cái cây của chúng ta nữa. Còn với những các cái măng mầm mà nó mới lên ấy thì nó lên rất là nhanh. Đấy, rất là tuyệt vời. Mà không những em mà được rất là nhiều các bác rồi những nhà vườn lớn đã tham gia sử dụng và đạt hiệu quả rất là tốt. Thì hôm nay em xin tiếp tục là giới thiệu cũng như là chia sẻ đến với các bác là bán cho các bác với một cái bộ phân thuốc theo giá niêm yết của công ty ấy là 4, chỉ có 4 lọ thôi, 300 nghìn chỉ có 4 lọ thôi, và được miễn phí ship. Nhưng mà do Covid thì em sẽ chia sẻ cho các bác là một combo cũng 300 nghìn nhưng mà được 6 lọ. Đấy, các bác có thể tùy chọn. Cái thứ hai nữa là AB VIP thì các bác cứ mua 4 lọ thì em sẽ tặng cho các bác một lọ. Đấy, đấy là em bán như vậy là coi như là không có một cái lợi nhuận gì. Tôi thì cũng xin thú thực với các bác thì bán cho các bác một năm, hai năm nay rồi. Lợi nhuận thì cũng có rồi. Và bây giờ thì chúng em cũng đã có những các cái cây lan mà chăm sóc nó đẹp rồi. Thì lại hỗ trợ và giúp đỡ một số những các cái bác mà mới chơi. Còn xin thưa với các bác, cái mục đích của em là bán cái phân thuốc này ấy, là lúc đầu là em mua về em chăm sóc em thấy nó tốt quá, thấy nó có hiệu quả, và em tiếp tục em mua về em chăm sóc và em mới nhập luôn về, em liên hệ với công ty, anh em ở trong công ty thì cũng đồng ý để em nhập về để em bán chia sẻ cho các bác và lấy cái lợi nhuận của mình đấy. Lợi nhuận đó thì để chăm sóc cho cái cây lan của mình là không phải mất tiền thôi, chứ cũng không phải là cái mục đích mà làm cái gì nó to lớn lắm đâu. Thì hôm nay em làm một cái video xin chia sẻ cũng như là xin thông báo đến với các bác là em lại tiếp tục bán cũng như là chia sẻ với các bác là 50 cái đơn hàng kia mới lấy về hôm nay đấy, với một cái giá ưu đãi. Và mai ngày kia đến lúc nào mà hết Covid rồi thì thôi, lúc đấy thì em lại quay trở lại bán theo cái giá niêm yết của công ty. Và cái vấn đề này em đưa ra ấy thì là cũng đã được sự đồng ý của các anh ở trong công ty rồi, nên là các bác cứ yên tâm. Nên là em xin quay và gửi đến các bác và trao đổi với các bác như vậy, chứ không phải là thuốc ế này, cũng không phải là thuốc hết hạn sử dụng này, cũng không phải vì một cái lý do nào cả. Và các bác cứ tham khảo giá ở trên thị trường thì các bác sẽ biết là công ty người ta đã quy định rồi, người ta đã niêm yết giá cụ thể như vậy rồi. Còn đây là em thì bán trên cái kênh Hoa Lan Ninh Bình, là một cái kênh riêng của em, thì em cũng muốn rằng là ưu ái và hỗ trợ cho các bác mà đã từng xem hoặc là đã yêu mến cái kênh Hoa Lan Ninh Bình của em. Thôi vậy, em xin trân trọng cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Xin kính chúc sức khỏe các bác. Vâng, thôi vậy em xin mến chào các bác.